Dưới đây là một câu chuyện về cha trương biểu diệp và sự linh thiêng của ngài mà nhiều người vẫn kể lại với lòng biết ơn. Phép lạ cha trương biểu diệp. Câu chuyện về sự chữa lành bệnh tật. Vào năm 2018, một người phụ nữ tên Mai sống tại Cần Thơ được chẩn đoán mắc một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ nói với gia đình rằng không còn nhiều hy vọng và khuyên họ nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Gia đình bà Mai rơi vào tuyệt vọng, không biết phải làm sao để đối phó với sự mất mát sắp tới tuy nhiên trong sâu thẳm bà mai vẫn giữ niềm tin vào chúa và vào sự che chở của cha trương biểu diệp mà bà đã nghe kể từ lâu một người bạn của gia đình khuyên họ đến viếng mộ cha trương biểu diệp tại nhà thờ tắc dậy và cầu xin sự cứu giúp của ngài mặc dù bệnh tình nặng nề bà mai và gia đình quyết định đi hành hương khi đến mộ cha diệp bà mai quỳ gối cầu nguyện với tất cả lòng thành xin cha ban ơn lành và chữa lành bệnh tật cho mình gia đình cũng cùng nhau cầu nguyện xin cha diệp giúp đỡ sau khi trở về từ chuyến hành hương điều kỳ diệu đã xảy ra trong lần kiểm tra sức khỏe tiếp theo các bác sĩ nhận thấy căn bệnh ung thư của bà mai đã thuyên giảm một cách bất ngờ các khối u dần dần biến mất mà không cần đến sự can thiệp y khoa mạnh mẽ như trước sự phục hồi của bà mai khiến bác sĩ và gia đình vô cùng ngạc nhiên vì họ không thể giải thích được bằng lý do y khoa nào gia đình bà mai tin rằng chính cha trương biểu diệp đã nghe lời cầu nguyện của họ và ban phép lạ chữa lành cho bà sau đó bà mai hoàn toàn bình phục và tiếp tục sống một cuộc sống khỏe mạnh gia đình bà thường xuyên đến viếng mộ cha diệp để tạ ơn và chia sẻ câu chuyện về phép lạ với mọi người xung quanh câu chuyện về sự chữa lành bệnh tật của bà mai được lan truyền nhanh chóng và nhiều người đã đến mộ cha diệp để cầu nguyện với hy vọng sẽ nhận được ơn lành tương tự họ tin rằng cha diệp không chỉ bảo vệ và giúp đỡ trong những tình huống khó khăn mà còn có thể ban ơn chữa lành cho những ai thành tâm cầu nguyện cha trương biểu diệp không chỉ là một vị linh mục yêu thương và bảo vệ giáo dân của mình khi còn sống mà còn là một vị thánh không chính thức trong lòng nhiều người sau khi ngài qua đời những câu chuyện về phép lạ chữa lành bệnh tật như câu chuyện của bà mai là minh chứng cho sự hiện diện thiêng liêng của cha diệp luôn lắng nghe và ban ơn cho những ai thành tâm kêu cầu